bạn đã được cho rất nhiều tiền. Nếu bạn không mở tin nhắn này ngay hôm nay, bạn sẽ không nhận được. Xin chào và Chúa phù hộ cho anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Chào mừng các bạn đến với không gian thiêng liêng này, nơi chúng ta cùng nhau học hỏi và lắng nghe lời Chúa, nguồn bình an, hy vọng và tình yêu vô biên. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một thông điệp vô cùng quan trọng, thậm chí có thể là lời khẩn cầu cuối cùng của Chúa gửi đến bạn. Hãy dành vài phút để thật sự lắng nghe, vì điều này có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Chúa đang nói với bạn ngay lúc này. Hãy chuẩn bị cho một buổi sáng của những điều kỳ diệu. Ta đã chuẩn bị sẵn những điều tốt lành cho cuộc sống của con, và sự đột phá mà con hằng mong đợi đang đến gần hơn bao giờ hết. Bạn không cần phải quá lo lắng hay cố gắng hết sức lực của mình, vì những gì sắp đến không phụ thuộc vào sức mạnh của con mà dựa trên ân sủng và tình yêu của Chúa. Những phước lành từ thiên đường đã được sắp đặt sẵn cho bạn. Chúng đang chờ đợi bạn chạm tới. Có lẽ bạn đang cảm thấy mệt mỏi, bối rối hoặc thất vọng vì những nỗ lực trước đây của mình chưa mang lại kết quả như mong muốn. Nhưng Chúa nói rằng, đừng từ bỏ. Một thay đổi lớn đang đến, và những cơ hội tuyệt vời đã được chuẩn bị từ lâu đang tiến gần hơn đến cuộc đời của con. Chúa đã thấy mọi nỗ lực, mọi giọt mồ hôi, và mọi khoảnh khắc mà bạn kiên trì. Điều đó không bao giờ là vô nghĩa. Ngay lúc này, bạn chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa và tiếp tục bước đi theo ánh sáng của Ngài. Hãy tin tưởng rằng, bất kể thử thách nào bạn đang phải đối mặt, Chúa đã có một kế hoạch hoàn hảo dành cho bạn. Và điều đặc biệt nhất là những ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời bạn vẫn đang ở phía trước. Đừng chờ đợi thêm nữa. Hãy áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Bằng cách mở lòng đón nhận tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa, bạn sẽ thấy những phước lành lớn lao tuôn đổ, những cánh cửa mới mở ra và sự bình an sâu thẳm ngập tràn tâm hồn bạn. Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, lạy Chúa, xin hãy ban cho con sức mạnh và lòng kiên trì khi con làm việc, học tập và cầu nguyện. Xin Chúa giúp con giải tỏa mọi lo lắng, chữa lành những tổn thương và mang đến cho con sự bình an vô tận. Amen. Nếu bạn cảm thấy nhận được phước lành qua những lời này, hãy ủng hộ bằng cách nhấn thích video và cùng tôi bình luận. Con xin ơn Chúa để nhận thêm những phước lành kỳ diệu trong ngày mới này. Chúa đang ở bên bạn, và điều kỳ diệu đang chờ bạn phía trước. Hãy quyên góp cho sứ mệnh của chúng tôi nếu bạn có thể. Trước khi năm nay kết thúc, bạn sẽ thấy Chúa đảo ngược mọi thứ và khôi phục mọi điều đã bị vỡ trong cuộc sống của bạn. Sự thay đổi của bạn đang đến, sự chữa lành của bạn đang đến, mùa gặt tài chính của bạn đang đến. Bạn sẽ ổn thôi, và mọi thứ sẽ tốt hơn bạn mong đợi. Ba điều bạn cần biết hôm nay. Một, hôm nay, bạn sắp nhận được một tin vui. Chúa đang làm việc âm thầm để thay đổi hoàn cảnh của bạn. Dù bạn có thể chưa nhìn thấy ngay kết quả, hãy vững lòng và tin rằng Chúa đang dẫn dắt bạn trên con đường tốt đẹp hơn. 2. Chúa sẽ làm bạn ngạc nhiên với những phước lành lớn lao và sự đột phá kỳ diệu. Tất cả những gì bạn đã cầu nguyện và hy vọng sẽ sớm thành hiện thực. Hãy kiên trì và đừng từ bỏ trước khó khăn. 3. Bạn sẽ được phục hồi, sẽ tin tưởng lại và mạnh mẽ phát triển. Những mất mát trước đây sẽ được bù đắp. Chúa sẽ khôi phục mọi thứ mà bạn từng mất đi. Điều đó có thể bao gồm niềm tin, bình an và cả cơ hội trong cuộc sống của bạn. Lời cầu nguyện cho hôm nay. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng những góc tối trong tâm hồn con, làm mạnh mẽ những gì yếu đuối, sửa chữa những gì đã bị hỏng vỡ. Xin hãy xoa dịu những nỗi đau, chữa lành những vết thương và hồi sinh bất kỳ sự bình an, tình yêu nào đã bị lụi tàn trong con. Nhân danh Chúa Giêsu, amen. Chúa ơi, xin Ngài chạm đến mọi người đang đọc những lời này, ban cho họ tình yêu, bình an và niềm vui mà họ chưa từng trải qua.
Con biết rằng chỉ có Ngài mới có thể làm được điều đó, vì Ngài là nguồn gốc của tất cả ân sủng và phước lành. Hãy luôn kiên nhẫn với Chúa và cả với chính bản thân bạn. Thường thì chúng ta có xu hướng vội vàng, mong muốn mọi thứ xảy ra ngay lập tức, trong khi thời gian của Chúa thì hoàn toàn khác. Nhưng đừng nản lòng, vì dù có vẻ như Chúa đang chậm trễ, thực chất Ngài luôn đúng giờ, và kế hoạch của Ngài luôn hoàn hảo. Như đã được viết trong Kinh Thánh, vì ta biết rõ chương trình mà ta dành cho các ngươi, chương trình bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi một tương lai và hy vọng. Trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Bạn sắp bước vào một giai đoạn đầy hạnh phúc và sung túc hơn bao giờ hết. Chúa đang hành động, và Ngài sẽ làm cho mọi thứ thay đổi. Đừng lo lắng về những gì đã qua, vì Ngài đã có giải pháp cho mọi vấn đề mà bạn đang phải đối diện. Chúa đã sắp đặt những thiên thần bảo vệ xung quanh bạn, ban ân sủng và sự bảo vệ cho cuộc sống của bạn. Mọi điều khó khăn hay thử thách chỉ là tạm thời, và không gì có thể ngăn cản những phước lành Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn. Hãy nhìn về phía trước, vì mọi thứ đang dần thay đổi. Hãy lau khô nước mắt và đón nhận tương lai với niềm tin. Bạn sẽ bước từ sự thiếu thốn đến dư giả, từ sự trì trệ đến sự viên mãn và thành công. Chúa đã nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn, biết rõ những nỗi đau của bạn. Đêm nay, Ngài nói với bạn, đừng khóc, hãy thờ phượng. Ta là đấng kiểm soát mọi sự. Chúa đã sắp xếp một phước lành lớn trong cuộc đời bạn mà không một hoàn cảnh hay con người nào có thể ngăn chặn. Bạn đang bước vào một mùa mới, nơi mọi sự sẽ đi theo đúng ý Chúa dành cho bạn. Bạn đã vượt qua rất nhiều thử thách, làm việc chăm chỉ và học được những bài học quý giá. Sự tin tưởng và trung thành của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Những phước lành vĩ đại đang đến với bạn, bởi vì bạn đã giữ vững niềm tin suốt những thời gian khó khăn nhất. Bạn đã không bỏ cuộc và luôn đặt niềm tin vào Chúa dù mọi thứ xung quanh có thay đổi. Sự kiên nhẫn và lòng trung thành của bạn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Mọi thứ sẽ sớm trở nên rõ ràng hơn, và bạn sẽ nhận ra rằng không gì là ngẫu nhiên. Khi cơ hội đến, hãy mạnh dạn bước vào, theo đuổi ước mơ và tin vào sự dẫn dắt của Chúa. Đừng để cơ hội vụt qua. Lời nguyện vào mỗi buổi sáng. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để bước vào một ngày mới với sự lạc quan và niềm tin. Hãy dạy con biết tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé và tin tưởng vào kế hoạch lớn lao của Ngài. Xin hãy giúp con hiểu về tâm trí và trái tim của chính mình, để con luôn hành động theo ý Ngài, không ngần ngại, không sợ hãi. Nhân danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện. Amen. Chúa đã có sẵn tất cả những gì bạn cần, và mọi điều đã được sắp xếp với tên của bạn trên đó. Hãy mong đợi những phép lạ lớn lao, những sự đột phá trong cuộc đời bạn đến vào đúng thời điểm Chúa đã định. Hãy luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, vì chỉ có Ngài mới là nguồn gốc của sự bình an, hạnh phúc và hy vọng. Bạn sắp nhận được một món quà tinh thần tuyệt vời, sự an lành và phước lành mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Hãy tin tưởng rằng những điều tốt đẹp nhất đang ở ngay phía trước, và hãy đón nhận chúng với một trái tim tràn đầy niềm tin và biết ơn. Hãy nhớ rằng cuộc đời này luôn có ý nghĩa lớn lao hơn bạn nghĩ. Những khó khăn bạn đang đối mặt không phải là điểm cuối, mà chỉ là một chặng đường trong hành trình đến với những phước lành lớn lao hơn. Chúa đang dẫn dắt bạn, và Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy sống mỗi ngày với lòng tin tưởng, và đừng quên cầu nguyện để kết nối với Ngài. Mọi điều đã giữ bạn lại đang bị phá vỡ. Những cánh cửa mới sắp mở ra. Những gã khổng lồ sắp bị đánh bại. Tài năng trong bạn mà bạn chưa từng biết đến sắp được khai thác. Bạn đang bước vào một mùa của ân sủng đặc biệt. Chúa đang gửi đến bạn những phước lành không ngừng, những giải pháp, sự chữa lành, tình yêu và sự thay đổi tích cực. Bạn là người tiếp theo trong hàng để nhận được một phép lạ thay đổi cuộc đời.
điều gì đó đang tan vỡ trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ, nhưng đó là sự thay đổi có lợi cho bạn. Hãy lau khô nước mắt. Bạn sắp đi từ thiếu thốn đến dư giả. Bạn đang từ trạng thái chờ đợi quá lâu đến nhận được sự tràn đầy. Chúa đã nhìn thấy nước mắt của bạn và biết nỗi đau của bạn. Ngài nói, đừng khóc, chỉ cần thờ phượng. Ta đã lo liệu hết rồi. Toàn bộ gia đình bạn sắp được Chúa chạm vào. Phước lành đang đến với bạn. Cuộc sống không ít lần đẩy chúng ta vào những khoảnh khắc khó khăn, những đêm dài đầy đau khổ và lo lắng. Đôi khi, dường như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ và bạn cảm thấy lạc lối. Nhưng hãy dừng lại một chút, lắng nghe tiếng nói của Chúa. Ngài nói, ta sẽ mở những cửa sổ trên trời và đổ xuống mọi điều mà con đã chờ đợi và cầu nguyện. Phước lành về tình yêu, sức khỏe và thịnh vượng đang đến với con. Trích từ Ma-la-chi chương 3 câu 10. Đây là thời điểm mà mọi sự đau khổ và lo lắng sẽ chấm dứt, bởi Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp dành cho bạn. Trong cuộc sống, không phải ai cũng dễ dàng đối mặt với những thách thức, và có người đã từng trải qua nhiều đêm dài không ngủ vì những suy nghĩ bế tắc. Nhưng điều bạn cần nhớ là sự bình an của Chúa luôn ở bên, bảo vệ trái tim và tâm trí của bạn. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần bạn tin vào lời dạy của Ngài. Kinh Thánh cũng đã khẳng định, ta biết những dự định mà ta dành cho con, dự định để ban bình an chứ không phải tai họa, để mang lại cho con hy vọng và một tương lai. Trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Hãy nghĩ về một người mà bạn biết, ai đó đã trải qua tình cảnh tương tự. Chẳng hạn, có một người phụ nữ mà tôi từng gặp, cô ấy đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, mất việc, nợ nần chồng chất và sức khỏe giảm sút. Nhưng thay vì gục ngã, cô ấy tin tưởng vào lời dạy của Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Không lâu sau, cô ấy nhận được một công việc mới. Các khoản nợ dần được thanh toán và sức khỏe của cô được phục hồi. Đây chính là minh chứng sống cho việc tin vào sự an bài của Chúa sẽ mang lại thịnh vượng và bình an cho chúng ta. Chúa không bao giờ quên bạn. Ngài biết mọi điều bạn đã trải qua và hiểu rõ nỗi lo sợ. Nhưng Ngài cũng biết rằng mọi thứ đang dần hoàn thiện. Những gì dường như đang tan vỡ thực ra là đang kết nối lại với nhau. Trích từ Rô-ma chương 8 câu 28. Đừng để những khó khăn che mờ niềm tin của bạn, bởi Chúa đang chuẩn bị cho một điều lớn lao, một phép lạ sắp đến. Có những lúc bạn cảm thấy như mọi thứ đã chấm dứt, rằng những giấc mơ của bạn không bao giờ thành hiện thực. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa phán, con đã chờ đợi sự đột phá này suốt nhiều năm qua. Đã có những lúc dường như nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng ta vẫn giữ nó sống động ngay cả khi mọi thứ tưởng chừng như đã chết. Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta và giữ vững lời hứa của Ngài. Và giờ đây, bạn đang ở thời điểm để nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và niềm tin không lay chuyển của mình. Cuộc sống là một chuỗi những thử thách, nhưng chính qua những thử thách ấy mà Chúa sẽ dẫn dắt bạn tới những điều tốt đẹp hơn. Hãy nhìn lên và tiến về phía trước, bởi ngày hôm nay, Chúa đang nói với bạn, ta yêu con, và điều tốt đẹp nhất vẫn đang ở phía trước. Bạn có thể không thấy rõ ngay lập tức, nhưng từng mảnh ghép đang ghép lại với nhau. Và rồi, bạn sẽ kể câu chuyện của mình, một câu chuyện về sự thành công và phép lạ, mang đến hy vọng cho nhiều người. Hãy tập trung vào sự bình an mà Chúa ban cho bạn, để bạn có thể vượt qua mọi trở ngại mà không sợ hãi. Chúa sẽ không để những khó khăn trong quá khứ của bạn chiếm giữ tương lai. Ngài đã sẵn sàng ban cho bạn sự đột phá. Một phép lạ sẽ xảy ra đúng lúc. Chúa phán, con sẽ không còn giống như những gì con đã trải qua. Con sẽ chỉ trông như một minh chứng cho sự vinh quang và ân sủng của ta. Đó là sự khẳng định mà Kinh Thánh đã đưa ra trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Hãy để ánh sáng của các con chiếu sáng trước mặt người ta, để họ có thể thấy các việc lành của các con và tôn vinh Cha các con trên trời. Ngày hôm nay, khi bạn đang lo lắng về tương lai, hãy nhớ rằng Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn những điều tuyệt vời.
Ngài muốn bạn cảm nhận sự phấn khích và niềm vui trở lại, bởi kế hoạch của Chúa dành cho bạn luôn lớn hơn những gì bạn từng dám cầu xin. Hãy để Chúa giúp bạn. Các thiên thần của Ngài đã ở bên cạnh bạn rồi. Chúa không chỉ ban cho bạn sự bình an mà còn trao tặng bạn cả sự thịnh vượng. Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng và mở lòng đón nhận những phước lành đó. Một trong những câu nói nổi tiếng trong Kinh Thánh là: hãy cầu xin và các con sẽ được nhận lãnh. Hãy tìm kiếm và các con sẽ tìm thấy. Hãy gõ cửa và cánh cửa sẽ mở ra. Trích từ Ma-thi-ơ chương 7 câu 7. Đó chính là lời dạy của Chúa. Ngài đã sẵn sàng mở ra cho bạn những cơ hội mới, những con đường mới đầy hy vọng và thành công. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng không có thử thách nào là vô nghĩa. Chúa đã đưa bạn ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này bằng quyền năng vĩ đại của Ngài, và sẽ không còn dấu vết nào của sự gian khó trên con đường bạn đi. Bạn sẽ vượt qua mà không bị tổn thương, và sẽ trở thành minh chứng sống cho ân sủng và vinh quang của Chúa. Hãy nói cảm ơn Chúa và để lòng bạn ngập tràn niềm tin và biết ơn. Chúa nói: đã đến lúc con cười trở lại. Hãy thư giãn và tin tưởng ta. Điều tốt đẹp nhất vẫn đang đến. Hãy để những lời này khắc sâu trong tâm trí bạn, bởi Chúa luôn yêu thương và dẫn dắt bạn trên con đường thịnh vượng. Hãy bình luận Chúa tốt lành nếu bạn đồng ý, và cùng nhau lan tỏa thông điệp này đến những người đang cần sự động viên và niềm tin vào sự vĩ đại của Chúa. Chúa đang nói với bạn ngay lúc này: ta đã thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con. Ta đã chứng kiến những đêm không ngủ, những giờ phút con cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Nhưng con hãy biết rằng ta đã chuẩn bị một phần thưởng lớn hơn bất cứ điều gì con từng mong đợi. Những cánh cửa mới đang mở ra, và con sẽ nhận được những cơ hội mà con chưa từng nghĩ tới. Chúa đã hoạch định một con đường đầy ánh sáng cho cuộc đời con, nơi mà sự thịnh vượng và bình an sẽ đến với con một cách tự nhiên. Lời dạy của Chúa là sự thật không bao giờ thay đổi, và lời Ngài đã hứa sẽ luôn đi cùng con qua mọi thử thách. Đừng để những khó khăn hay nỗi sợ hãi làm lu mờ đức tin của con. Chúa đang làm việc, ngay cả khi con không nhìn thấy. Những điều tưởng chừng như khó khăn hay không thể vượt qua đang dần trở nên dễ dàng hơn, bởi vì Ngài đã ở phía trước con, chuẩn bị con đường, loại bỏ những chướng ngại vật. Con không cần phải lo lắng về những gì đã mất. Chúa đang làm mới mọi thứ trong cuộc đời con. Hãy nhớ rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định của Ngài. Trích từ Rô-ma chương 8 câu 28. Chúa đã thấy từng nỗ lực, từng giọt nước mắt của con, và Ngài đã đặt trước mắt con một mùa gặt dồi dào, nơi mà mọi điều con gieo trồng sẽ trở lại với con gấp bội phần. Khi con cảm thấy bị lạc lõng, hãy nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện, bởi vì lời dạy của Chúa sẽ soi sáng tâm trí con. Hãy để lời Chúa hằng ngày là nguồn năng lượng nuôi dưỡng niềm tin và lòng can đảm của con. Ta sẽ không bao giờ bỏ con hay rời bỏ con. Trích từ Hebrew chương 13 câu 5. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi con đối mặt với những ngày đen tối nhất, Chúa vẫn luôn đồng hành, luôn dẫn dắt con qua bão tố. Chúa cũng muốn nhắc nhở con rằng: vì ta biết những ý định mà ta định cho con, ý định bình an, chứ không phải tai họa, để ban cho con tương lai và hy vọng. Trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Những thử thách mà con đang đối mặt không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình mới, một hành trình mà Chúa đã định sẵn để con bước vào. Hãy dừng lại và cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống con, bởi vì ngay cả trong sự yên lặng, Ngài vẫn đang làm việc. Thông điệp cuộc sống của Chúa hôm nay chính là sự khẳng định rằng Ngài đã đặt trong trái tim con một sức mạnh to lớn, một khả năng vượt qua mọi nghịch cảnh. Hãy tin rằng sự thịnh vượng không chỉ đến từ những gì con làm, mà từ sự kết nối của con với Chúa. Khi con tin tưởng vào Ngài, lời dạy của Chúa sẽ mở ra những cơ hội mà con chưa bao giờ tưởng tượng. Tiền bạc,
sự thịnh vượng và phước lành sẽ tự nhiên đến khi con biết dựa vào lòng thương xót và sự chỉ dẫn của Chúa. Chúa biết rằng đôi khi con cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi. Nhưng hãy nhớ rằng, những kẻ trông cậy nơi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được thêm sức mới. Họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, trích từ Ê-sai chương 40 câu 31. Hãy để tin nhắn của Chúa hôm nay khích lệ con, rằng Ngài sẽ nâng đỡ và ban cho con sức mạnh để tiến về phía trước. Những giông bão có thể vẫn đang nổi lên, nhưng Chúa sẽ giúp con đứng vững giữa bão tố. Và khi con bước qua, con sẽ thấy ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Cầu nguyện là chìa khóa để mở ra tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã chuẩn bị cho con. Mỗi khi con cảm thấy yếu lòng, hãy tìm đến cầu nguyện. Hãy để từng lời cầu nguyện của con trở thành cầu nối giữa trái tim con và Chúa. Ngài lắng nghe từng lời nguyện cầu của con và đáp lại bằng tình yêu và sự dẫn dắt. Hãy tin tưởng và để lòng kiên nhẫn của con được thử thách, vì những điều tốt đẹp nhất luôn đến khi con biết chờ đợi. Những thử thách con đang đối mặt hiện tại chỉ là tạm thời. Chúa đã sắp đặt một tương lai đầy phước hạnh và sự thịnh vượng cho con. Ngài yêu thương con vô điều kiện và không bao giờ để con cô đơn trong cuộc hành trình này. Ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ, hãy nhớ rằng Chúa đang làm việc trong tầm kiểm soát của Ngài. Ngài đã nắm lấy cuộc sống con trong lòng bàn tay và không điều gì có thể tách rời con khỏi tình yêu vô biên của Chúa. Hãy luôn nhớ rằng hiểu về tâm trí là một phần quan trọng trong hành trình này. Tâm trí con cần được nuôi dưỡng bởi lời Chúa hằng ngày để giữ vững đức tin và tinh thần tích cực. Khi con biết điều chỉnh tâm trí mình theo lời dạy của Chúa, con sẽ bắt đầu thấy những phép lạ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Những giây phút mà con nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc chính là khoảnh khắc Chúa sẽ mở ra một chương mới. Cuối cùng, Chúa muốn nói với con rằng Ngài sẽ làm thịnh vượng công việc của tay con và mở ra cánh cửa của sự tràn đầy, trích từ Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 12. Con hãy vững tin rằng mọi công sức và nỗ lực mà con đã bỏ ra sẽ không bị lãng phí. Con sẽ gặt hái những thành quả mà con xứng đáng nhận được, và sự thịnh vượng sẽ đổ tràn trên cuộc đời con. Đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của Chúa, bởi Ngài là đấng sẽ giúp con bước đi trên con đường của sự thành công và hạnh phúc. Hãy luôn giữ vững niềm tin, hãy để hy vọng dẫn lối cho con, vì Chúa đang làm những điều lớn lao trong cuộc đời con. Ngay trong khoảnh khắc này, lời dạy của Chúa đang thức tỉnh trái tim con, mang lại cho con niềm vui và sự bình an mà chỉ Ngài mới có thể ban cho. Hãy chia sẻ thông điệp này để mọi người cùng nhau cảm nhận tình yêu thương vô bờ của Chúa. Tin nhắn của Chúa hôm nay đến với bạn như một lời nhắc nhở rằng, dù trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn luôn đồng hành, vẫn yêu thương và vẫn mở rộng cánh tay đón nhận bạn. Hãy giữ niềm tin, vì những điều tuyệt vời nhất đang chờ đợi bạn phía trước. Mỗi lần bạn vượt qua những thời điểm khó khăn, bạn đã tiến thêm một bước gần hơn đến chiến thắng thông qua Chúa. Nếu hôm nay bạn cảm thấy bị tổn thương bởi những người đã làm tổn thương bạn hoặc làm chứng vỡ tinh thần bạn bằng những lời lẽ hay hành động không tốt, chỉ cần đến với Chúa và Chúa sẽ nói những lời của sự sống với bạn. Những lời sẽ nâng đỡ bạn và ban cho bạn sức mạnh mới cho ngày hôm nay. Chúa đang làm việc một cách lặng lẽ nhưng đầy quyền năng trong cuộc đời của bạn. Ngài đang sửa chữa những mảnh vỡ và phục hồi mọi điều mà bạn tưởng chừng đã mất. Những lời cầu nguyện của bạn không bị bỏ quên. Chúa nói rằng, hỡi con, đây là mùa phục hồi của con. Không có điều gì là không thể với ta. Ngài đang mở rộng cánh cửa mà trước đây tưởng chừng đã đóng kín, và mọi sự sẽ thay đổi tốt đẹp hơn. Hãy giữ vững niềm tin, vì Chúa đã chuẩn bị sẵn những phước lành lớn lao dành cho bạn. Nếu bạn tin vào thời gian và kế hoạch của Chúa, hãy bình luận, con tin vào Chúa để củng cố niềm tin của bạn. Bạn đang bước vào một mùa mới, mùa của phép lạ và ân sủng chưa từng có. Chúa đang ban phước ở một cấp độ cao hơn bao giờ hết. Ngài đang mở ra những con đường mới, giải pháp mới, và dẫn dắt bạn vào những điều kỳ diệu mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới.
hãy chuẩn bị tinh thần, bởi vì bạn đang tiến gần đến một sự đột phá vĩ đại. Chúa nói với bạn hôm nay, con đã vượt qua bài thử thách, và bây giờ con đang tiến đến một cấp độ mới. Đây là thời điểm của con, và phép lạ đang đến với con. Chúa đang hành động trong cuộc sống của con, và Ngài sẽ không để con phải thất vọng. Đừng lo lắng về những khó khăn đã qua. Chúa đã nhìn thấy sự chịu đựng trong thầm lặng của bạn, và Ngài đang chuẩn bị ban thưởng cho bạn một cách công khai. Những thử thách đã giúp bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn. Giờ đây, hãy chuẩn bị để đón nhận những điều tốt đẹp mà Chúa đang sắp đặt cho bạn. Chúa sẽ không chỉ chữa lành những vết thương tinh thần, mà Ngài còn sẽ khôi phục lại tài chính, các mối quan hệ và cuộc sống của bạn theo những cách tuyệt diệu. Trích từ Kinh Thánh, Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Vì ta biết những kế hoạch mà ta dành cho con, Chúa phán, kế hoạch cho sự thịnh vượng, không phải tai họa, kế hoạch để ban cho con hy vọng và một tương lai. Chúa đang nhắc nhở bạn rằng mọi điều xảy ra trong cuộc đời bạn đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Những thử thách không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là bước đệm cho những phép lạ lớn hơn. Ngài không bao giờ để bạn chịu đựng điều gì vượt quá khả năng của mình. Hãy tin tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra đúng theo ý muốn của Chúa, và điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì luôn đứng bên con, dẫn dắt và bảo vệ con trong mỗi bước đi. Xin hãy cho con sức mạnh để nhìn thấy ánh sáng của Ngài trong những lúc khó khăn, và giúp con tin tưởng rằng mọi thử thách đều là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Ngài. Con xin đặt niềm tin vào Ngài và cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban cho con sự phục hồi và phép lạ mà con đang mong đợi. Amen. Mỗi ngày, Chúa đang làm việc trên những điều mà bạn không thể thấy. Ngài đang sắp xếp mọi việc theo cách mà bạn không ngờ tới. Hãy tin rằng Chúa đang chuẩn bị những phước lành đặc biệt cho bạn, ngay cả khi bạn chưa thấy dấu hiệu nào của điều đó. Đừng bị phân tâm bởi những lo lắng, vì Chúa đã lên kế hoạch cho một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng. Chúa nhắn nhủ bạn rằng, mọi thử thách mà con đang đối mặt sẽ trở thành bàn đạp giúp con tiến lên. Ta đã sẵn sàng mở những cánh cửa mới cho con, nơi mà phước lành sẽ đổ xuống dồi dào. Đừng lo sợ trước những thử thách, bởi vì Chúa không để chúng đến với bạn để làm bạn thất bại. Ngài mang chúng đến để giúp bạn lớn lên trong niềm tin và sự phụ thuộc vào Ngài. Mỗi khó khăn đều là cơ hội để bạn mạnh mẽ hơn. Và mỗi ngày bạn vượt qua, bạn càng tiến gần hơn đến chiến thắng. Trích từ Roma chương 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự đều hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo mục đích của Ngài. Hãy luôn giữ niềm tin, ngay cả khi mọi thứ xung quanh bạn không diễn ra như mong đợi. Chúa đang làm việc phía sau bức màn cuộc sống của bạn, và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Ngài sẽ không để bạn đi lạc đường hay thất vọng. Hãy chia sẻ tình yêu và phước lành mà Chúa đã ban cho bạn với những người xung quanh. Khi bạn truyền cảm hứng và giúp đỡ người khác, bạn đang trở thành ánh sáng trong cuộc sống của họ, và điều đó sẽ mang đến thêm phước lành cho chính bạn. Chúa nói với bạn ngay lúc này, con đã giữ vững niềm tin và không từ bỏ, và giờ đây con sẽ bước vào mùa màng của sự thu hoạch. Tất cả những gì con đã làm việc chăm chỉ và cầu nguyện đều sẽ thành hiện thực. Đây là thời điểm của bạn. Chúa đã chuẩn bị sẵn mọi điều tốt đẹp cho bạn, và Ngài đang kêu gọi bạn hãy bước tới với lòng dũng cảm và niềm tin. Hãy để tình yêu của Ngài lấp đầy trái tim bạn, và để cho những phước lành tràn ngập cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, niềm tin là sự chắc chắn về những điều hy vọng, là bằng chứng về những điều không thấy. Trích từ Hê-bơ-giơ chương 11 câu 1. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì Chúa đang làm điều lớn lao trong cuộc sống của bạn. Những gì bạn đang trải qua là bước đầu cho những phép lạ mà Chúa đã lên kế hoạch từ lâu. Hãy giữ niềm hy vọng sống mãi trong lòng, vì Chúa đang đứng về phía bạn
và tương lai tốt đẹp nhất vẫn đang ở phía trước. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với những thử thách riêng biệt, từ những khó khăn về tài chính, sức khỏe, mối quan hệ đến những mâu thuẫn nội tâm. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là những gì xảy ra với chúng ta, mà là cách chúng ta phản ứng trước những thử thách đó. Có những lúc, chúng ta cảm thấy yếu đuối, mất phương hướng và bị áp lực đè nặng lên vai. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi thử thách chính là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Chúa không bao giờ để con cái của Ngài đối mặt với những khó khăn mà không có sự hướng dẫn và giúp đỡ. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, Chúa vẫn ở đó, quan sát và chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của chúng ta. Dù đôi khi chúng ta không thể thấy rõ con đường phía trước, nhưng hãy tin rằng Chúa luôn có kế hoạch hoàn hảo cho mỗi người. Trong suốt hành trình của cuộc sống, có những giai đoạn mà chúng ta cảm thấy bị chùn bước, khi dường như mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích. Nhưng chính những khoảnh khắc đó là lúc Chúa đang thử thách niềm tin của chúng ta. Những khó khăn không phải là một hình phạt, mà là một bài học để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Qua mỗi thử thách, Chúa đang dạy chúng ta sự kiên nhẫn, sự kiên trì và lòng tin tưởng vào quyền năng vô biên của Ngài. Hãy nhớ rằng, Chúa không bao giờ làm ngơ trước những giọt nước mắt của chúng ta. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi tiếng khóc thầm lặng trong đêm tối đều được Ngài lắng nghe. Dù câu trả lời có thể không đến ngay lập tức, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa đã quên chúng ta. Chúa đang làm việc trong hậu trường, chuẩn bị những phép lạ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta tiếp tục bước đi, tiếp tục tin tưởng vào tình yêu và sự hướng dẫn của Ngài. Hãy nhìn vào mỗi ngày như một cơ hội mới để làm lại từ đầu, để khám phá thêm về bản thân và về kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Những khó khăn hôm nay sẽ trở thành những bài học quý giá cho ngày mai. Những bài học mà Chúa dành cho chúng ta không chỉ đơn thuần là để giúp chúng ta vượt qua những thử thách hiện tại, mà còn chuẩn bị cho chúng ta đối mặt với những thử thách lớn hơn trong tương lai. Chúa muốn chúng ta trở thành những chiến binh mạnh mẽ trong đức tin, những người có khả năng đối mặt với mọi nghịch cảnh mà không bị lung lay. Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm, để cầu nguyện và kết nối với Chúa. Chính trong những khoảnh khắc yên lặng đó, chúng ta sẽ nghe được tiếng Ngài dẫn lối. Hãy để niềm tin của chúng ta không chỉ là những lời nói, mà là những hành động cụ thể. Hãy sống cuộc đời với tình yêu, lòng nhân ái và sự tha thứ, bởi vì đó là những phẩm chất mà Chúa muốn chúng ta phát triển. Cuộc sống là một hành trình dài, và không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không đi một mình. Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường, dù đường đi có gập ghềnh hay bằng phẳng. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta, ngay cả khi chúng ta có lúc cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Với niềm tin kiên định, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Hãy luôn nhớ rằng những khó khăn chỉ là tạm thời, còn phước lành của Chúa là vĩnh cửu. Đừng bao giờ để những trở ngại làm ta mất niềm tin vào điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi phía trước. Khi ta chịu đựng và giữ vững niềm tin, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta những điều tuyệt vời mà ta không bao giờ ngờ tới. Hãy nhìn cuộc đời này như một món quà mà Chúa ban tặng. Mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta sống một cách trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và làm điều tốt đẹp hơn. Những thử thách chỉ là một phần nhỏ trong cuộc hành trình dài mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Hãy đón nhận chúng với lòng biết ơn và tin tưởng rằng, sau mỗi cơn bão, ánh mặt trời sẽ lại chiếu sáng. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ chúng ta thường quên mất rằng mỗi bước đi, mỗi quyết định mà chúng ta đưa ra đều nằm trong sự quan sát và dẫn dắt của Chúa. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Cuộc sống có nhiều thăng trầm, và điều đó là tự nhiên. Nhưng Chúa luôn ở bên cạnh, ngay cả trong những thời khắc chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Ngài. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời bạn, khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ và bạn không thể tìm thấy lối thoát.
Có thể lúc đó, bạn đã tự hỏi rằng tại sao Chúa lại để những điều không may xảy đến với bạn. Nhưng điều mà chúng ta cần phải hiểu là, đôi khi, những thử thách không phải là một sự trừng phạt, mà là cách mà Chúa giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin và cuộc sống. Thử thách trong cuộc sống có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau, mất mát, thất bại, bệnh tật, hoặc sự phản bội từ những người mà ta tin tưởng. Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta có thể cảm thấy mất phương hướng, mất niềm tin vào con người, thậm chí có lúc cảm thấy như mất niềm tin vào Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa không bao giờ để chúng ta trải qua những điều đó mà không có lý do. Mỗi thử thách đều là một phần của kế hoạch lớn lao mà Ngài đã vạch ra cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể nhìn vào những thử thách như là những bài kiểm tra về niềm tin. Liệu chúng ta có thể giữ vững đức tin ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ? Liệu chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng rằng Chúa có kế hoạch cho chúng ta, ngay cả khi kế hoạch đó chưa được tiết lộ? Sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng vào Chúa là những phẩm chất mà mỗi tín hữu cần phải phát triển trong suốt cuộc đời mình. Nhìn lại trong lịch sử, những câu chuyện trong Kinh Thánh về những nhân vật như Job, Moses và Joseph đều là những minh chứng sống động về việc Chúa dùng những thử thách để dẫn dắt con cái của Ngài đến những điều tốt đẹp hơn. Job đã mất đi tất cả tài sản, gia đình, sức khỏe, nhưng ông không từ bỏ niềm tin vào Chúa. Ông đã kiên nhẫn chịu đựng, và cuối cùng, Chúa đã ban phước cho ông gấp đôi những gì ông đã mất. Đây là một bài học quý giá về việc giữ vững đức tin trong những thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời. Kiên nhẫn là một đức tính mà không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng thực hiện. Trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, chúng ta thường mong muốn có được kết quả ngay lập tức. Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng mọi điều tốt đẹp đều cần có thời gian. Có những lúc Chúa muốn chúng ta chờ đợi, không phải vì Ngài không muốn ban phước cho chúng ta, mà là vì Ngài biết rằng thời điểm tốt nhất vẫn chưa đến. Khi chúng ta học cách kiên nhẫn, chúng ta cũng học cách tin tưởng vào sự khôn ngoan và sự quan phòng của Chúa. Đôi khi, sự chờ đợi là để chuẩn bị cho chúng ta một điều tốt đẹp hơn mà chúng ta chưa thể nhìn thấy. Giống như một hạt giống cần thời gian để nảy mầm và phát triển, những ước mơ và mong muốn của chúng ta cũng cần thời gian để đạt đến sự trưởng thành trước khi chúng ta có thể nhận được chúng. Một ví dụ điển hình trong cuộc sống của chúng ta là khi chúng ta cầu nguyện và chờ đợi một câu trả lời từ Chúa. Có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa không nghe lời cầu nguyện của mình, nhưng thực tế Ngài đang chuẩn bị câu trả lời theo cách tốt nhất mà chúng ta chưa thể hiểu được. Chúng ta cần học cách chờ đợi với lòng biết ơn và sự tin tưởng, bởi vì Chúa không bao giờ quên chúng ta. Một khía cạnh quan trọng khác trong hành trình tâm linh của chúng ta là học cách tha thứ. Tha thứ không chỉ là một hành động thể hiện lòng nhân ái với người khác, mà còn là một cách để chúng ta giải phóng chính mình khỏi những gánh nặng của hận thù và đau khổ. Chúa đã tha thứ cho chúng ta nhiều lần, và Ngài kêu gọi chúng ta làm điều tương tự đối với những người đã làm tổn thương chúng ta. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi vết thương còn mới và cảm giác đau đớn vẫn hiện hữu. Nhưng qua việc tha thứ, chúng ta không chỉ giúp người khác, mà còn chữa lành chính mình. Chúa dạy chúng ta rằng tha thứ là một phần không thể thiếu trong hành trình đến sự an lành và hạnh phúc thật sự. Mỗi khi chúng ta tha thứ cho ai đó, chúng ta đang bước thêm một bước gần hơn đến sự tự do trong tâm hồn. Hãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta như một ngôi nhà, và hận thù, oán giận giống như những cánh cửa đóng kín, ngăn cản chúng ta bước vào những phòng tràn đầy ánh sáng của sự bình yên và tình yêu thương. Tha thứ là chìa khóa để mở ra những cánh cửa đó, để ánh sáng của Chúa có thể tràn vào và chiếu sáng cuộc đời chúng ta. Cuộc sống đôi khi quá bận rộn khiến chúng ta quên mất phải dừng lại để biết ơn những điều nhỏ bé mà chúng ta đang có. Lòng biết ơn không chỉ giúp chúng ta trân trọng những phước lành mà Chúa đã ban tặng, mà còn giúp chúng ta nhìn nhận mọi khó khăn dưới góc độ tích cực hơn. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta có thể cảm thấy biết ơn vì được sống, được thở và được yêu thương bởi những người xung quanh. Khi chúng ta sống với lòng biết ơn,
chúng ta cũng học được sự khiêm nhường. Chúng ta nhận ra rằng mọi điều trong cuộc sống, từ những thành công cho đến những thử thách, đều là một phần trong kế hoạch của Chúa. Sự khiêm nhường giúp chúng ta biết đặt lòng tin vào Ngài và không cố gắng kiểm soát mọi thứ theo cách của riêng mình. Hãy để Chúa làm việc và dẫn dắt, và chúng ta chỉ cần giữ vững niềm tin vào Ngài. Một tâm hồn biết ơn sẽ luôn mở lòng đón nhận tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa. Khi chúng ta cảm nhận được lòng biết ơn, chúng ta sẽ không còn bị chìm đắm trong nỗi buồn hay thất vọng, mà thay vào đó, chúng ta sẽ nhận ra những điều tích cực ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất mà Chúa gửi đến cho chúng ta qua cuộc sống của Chúa Giê-xu là tình yêu thương và sự đoàn kết giữa con người. Tình yêu thương không chỉ là tình cảm mà chúng ta dành cho gia đình và bạn bè, mà còn là tình yêu mà chúng ta dành cho những người xa lạ, những người cần sự giúp đỡ, và thậm chí là những người đã làm tổn thương chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để sống cuộc đời như những tấm gương của tình yêu thương vô điều kiện mà Chúa đã ban cho chúng ta. Mỗi hành động nhỏ của lòng tốt, mỗi lời nói nhẹ nhàng, và mỗi lần chúng ta giúp đỡ ai đó đều là những minh chứng cho tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúa không mong chúng ta sống một cuộc đời cô lập, mà thay vào đó, Ngài kêu gọi chúng ta sống trong sự đoàn kết, giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau. Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và có thể vượt qua mọi thử thách mà cuộc đời mang lại. Mối liên kết giữa những người có cùng niềm tin không chỉ giúp chúng ta cảm thấy an toàn, mà còn là nguồn động viên to lớn trong những lúc khó khăn. Một trong những câu hỏi lớn nhất mà mỗi người trong chúng ta đều đặt ra là: mục đích của cuộc đời tôi là gì? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng Chúa luôn có câu trả lời cho từng người trong chúng ta. Mỗi người được tạo ra với một mục đích đặc biệt, và chỉ khi chúng ta tìm kiếm Ngài, lắng nghe sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta mới có thể khám phá được mục đích đó. Trong cuộc sống, chúng ta có thể cảm thấy như mình đang lạc lối, nhưng hãy nhớ rằng không có ai sinh ra mà không có mục đích. Mỗi hành động, mỗi bước đi của chúng ta đều có ý nghĩa trong kế hoạch lớn của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe trái tim mình, cảm nhận sự hiện diện của Chúa và tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Ngài trong từng quyết định của mình. Việc tìm ra mục đích sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình. Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự cầu nguyện và lòng tin tưởng. Trên hành trình của cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc hoang mang và nghi ngờ. Đôi khi, cuộc sống không đi theo cách chúng ta mong đợi, và chúng ta cảm thấy như mình đang mất đi sự kiểm soát. Nhưng hãy nhớ rằng, không phải tất cả mọi điều xảy ra đều nằm trong tầm tay của chúng ta, mà là nằm trong kế hoạch lớn hơn của Chúa. Ngài có kế hoạch cho mỗi chúng ta, và đôi khi điều đó có thể đòi hỏi sự chờ đợi, lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng. Chúa không chỉ muốn chúng ta trải qua cuộc đời với những thử thách và đau khổ, mà Ngài còn muốn chúng ta học hỏi từ những khó khăn đó. Mỗi nghịch cảnh mà chúng ta đối mặt là một bài học, là một cơ hội để chúng ta nhìn lại bản thân, học cách vượt qua những giới hạn và vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Điều này có thể khó khăn, nhưng đó chính là sự thử thách để phát triển trong đức tin. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hành trình đức tin chính là lòng kiên nhẫn. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta phải chấp nhận rằng thời gian của Ngài không phải lúc nào cũng giống với thời gian của chúng ta. Đôi khi, chúng ta muốn mọi thứ xảy ra ngay lập tức, một phép lạ, một giải pháp cho vấn đề, hay một sự thay đổi trong cuộc sống. Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng có những điều tốt đẹp đòi hỏi thời gian để trưởng thành và phát triển. Giống như một hạt giống được gieo xuống đất, nó cần thời gian để nảy mầm, lớn lên và cuối cùng mới ra hoa, kết trái. Đức tin của chúng ta cũng vậy. Nó cần thời gian để củng cố, để phát triển thông qua những thử thách, những thời gian khó khăn. Và trong mỗi bước đi đó, chúng ta học được cách tin tưởng, cách kiên nhẫn và cách sống với một tinh thần an lạc, dù mọi chuyện xung quanh có ra sao. Chúng ta thường thấy những ví dụ tuyệt vời về lòng kiên nhẫn trong Kinh Thánh.
Hãy nghĩ đến câu chuyện của ông Job, một người đàn ông đã chịu đựng những mất mát và đau khổ khủng khiếp, nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa. Job không bao giờ quay lưng lại với Chúa dù ông mất hết của cải, gia đình và sức khỏe. Thay vào đó, ông kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng vào sự công bằng và lòng thương xót của Chúa. Và cuối cùng, Chúa đã khôi phục mọi thứ cho Job, không chỉ là những gì ông đã mất, mà còn ban cho ông nhiều hơn thế nữa. Cũng giống như một đứa trẻ lớn lên và học cách đi lại, nói chuyện và suy nghĩ, chúng ta cũng cần phải trưởng thành trong đức tin. Sự trưởng thành đó không đến từ những ngày bình yên và dễ dàng, mà nó được rèn luyện qua những thử thách và khó khăn. Mỗi lần chúng ta phải đối mặt với một vấn đề lớn, mỗi lần chúng ta phải tự hỏi tại sao cuộc sống không đi theo cách chúng ta muốn, chính là một cơ hội để chúng ta học cách dựa vào Chúa nhiều hơn. Chúa không muốn chúng ta yếu đuối hay dễ bị khuất phục trước thử thách. Ngài muốn chúng ta học cách vượt qua mọi khó khăn với một tinh thần mạnh mẽ và một trái tim đầy hy vọng. Và mỗi lần chúng ta vượt qua một thử thách, chúng ta không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn học được cách hiểu rõ hơn về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Từ đó, chúng ta trở thành những người con có thể giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, những người có thể đang trải qua những khó khăn tương tự. Khi chúng ta cảm thấy mình đang cô đơn trong cuộc hành trình, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh. Có thể chúng ta không thể nhìn thấy Ngài một cách trực tiếp, nhưng sự hiện diện của Ngài luôn bao quanh chúng ta, qua những lời động viên từ bạn bè, gia đình, qua những dấu hiệu nhỏ trong cuộc sống, và thậm chí là qua những cơn gió yên bình, sự tĩnh lặng sau một cơn bão. Chúa không chỉ ở đó để giám sát, mà Ngài đang làm việc từng ngày, từng phút để mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, những sự kiện nhỏ nhặt trong cuộc sống tưởng chừng không đáng kể, nhưng thực tế đó chính là những phần nhỏ của một bức tranh lớn hơn mà Chúa đã vẽ nên cho chúng ta. Một câu chuyện thú vị về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày là câu chuyện về những dấu chân trên cát. Trong giấc mơ của một người đàn ông, anh ta thấy cuộc đời mình như một hành trình dài trên bãi cát, và Chúa luôn đi bên cạnh anh. Nhưng có những lúc khó khăn nhất, anh chỉ thấy một dấu chân duy nhất trên cát. Anh hỏi Chúa, tại sao? Trong những lúc khó khăn nhất, Chúa lại bỏ con và để con đi một mình. Chúa đáp, con yêu, đó là lúc ta đã bế con lên và mang con qua khó khăn đó. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình đang đi một mình, Chúa vẫn luôn nâng đỡ chúng ta. Đức tin không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà chúng ta nghĩ về vào Chủ nhật hoặc khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Đức tin là điều mà chúng ta cần mang vào cuộc sống hàng ngày của mình, trong từng suy nghĩ, từng quyết định và từng hành động. Mỗi lần chúng ta phải đối mặt với một quyết định khó khăn, mỗi lần chúng ta cảm thấy lo lắng hay sợ hãi về tương lai, đó chính là những cơ hội để chúng ta sống theo đức tin của mình. Ví dụ, khi chúng ta gặp khó khăn trong công việc hoặc tài chính, thay vì cảm thấy lo lắng và cố gắng kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh của chính mình, chúng ta có thể cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa sẽ cung cấp mọi thứ chúng ta cần. Đức tin không có nghĩa là chúng ta ngồi yên và không làm gì, mà là chúng ta hành động với sự tin tưởng rằng Chúa đang điều khiển mọi việc theo cách tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta đối mặt với những mối quan hệ gặp vấn đề, thay vì nổi giận hoặc trách móc người khác, chúng ta có thể cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Ngài sẽ dạy chúng ta cách yêu thương và tha thứ, ngay cả khi chúng ta cảm thấy không thể làm điều đó. Đôi khi, những thử thách lớn nhất trong cuộc sống không phải là những sự kiện ngoại cảnh, mà là những cuộc đấu tranh nội tâm, đấu tranh với sự kiêu ngạo, sự ích kỷ và sự sợ hãi. Nhưng với Chúa, chúng ta có thể vượt qua tất cả những điều đó và trở thành những người tốt hơn, yêu thương và rộng lượng hơn. Chúng ta thường thấy rằng những người kiên trì trong đức tin là những người nhận được những phước lành lớn lao nhất. Những phước lành đó không phải lúc nào cũng là vật chất hay dễ thấy, nhưng nó có thể là sự bình an trong tâm hồn, sự an lành trong gia đình, hoặc sự hướng dẫn và mục đích trong cuộc sống.
Chúa không bao giờ hứa rằng cuộc sống sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta, và Ngài sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho những ai trung thành và kiên nhẫn. Phước lành đôi khi đến vào những thời điểm mà chúng ta không ngờ tới nhất, và thường đến theo cách mà chúng ta không thể dự đoán. Hãy nghĩ đến câu chuyện về ông Abraham trong Kinh Thánh. Chúa hứa với ông rằng ông sẽ có một con trai, dù ông và vợ ông Sarah đã lớn tuổi và không thể có con theo lẽ tự nhiên. Nhưng Abraham vẫn giữ vững đức tin của mình, dù phải chờ đợi nhiều năm. Và cuối cùng, Chúa đã ban cho ông Isaac một lời hứa đã được thực hiện sau nhiều năm kiên nhẫn và chờ đợi. Cuộc sống là một chuỗi dài những bài học và cơ hội để chúng ta trưởng thành trong đức tin. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức mới, nhưng với niềm tin vào Chúa, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Hãy luôn nhớ rằng Chúa yêu thương chúng ta và Ngài có một kế hoạch tốt đẹp dành cho cuộc đời của mỗi người. Không điều gì xảy ra mà không có lý do, và mỗi khó khăn đều mang đến một bài học quý giá. Dù có đôi lúc cuộc sống trở nên hỗn loạn và không chắc chắn, hãy nhớ rằng Chúa đang điều khiển mọi việc. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn, yêu thương và niềm tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì điều tốt đẹp nhất vẫn còn đang ở phía trước. Mỗi con người chúng ta đều đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, từ những thách thức nhỏ nhặt hàng ngày cho đến những cơn bão lớn làm rung chuyển cả niềm tin. Tuy nhiên, những thử thách này không chỉ là những cản trở đơn thuần. Chúng là một phần của kế hoạch mà Chúa đã định sẵn cho mỗi người. Đôi khi, chúng ta phải đi qua những con đường chông gai để thấy rõ mục đích thật sự của những điều đang xảy ra. Và trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, niềm tin chính là chiếc la bàn duy nhất giúp chúng ta định hướng và không lạc lối. Chúa không hứa rằng con đường phía trước sẽ luôn trải đầy hoa hồng, nhưng Ngài hứa sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta. Chính trong những thời điểm yếu đuối, khi chúng ta tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào, Chúa đang âm thầm làm việc trong hậu trường. Ngài đang sắp xếp lại những mảnh ghép cuộc đời mà chúng ta không thể thấy rõ. Những khó khăn chỉ là tạm thời, nhưng niềm tin của chúng ta phải bền vững. Mỗi khi chúng ta giữ vững niềm tin, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Một trong những thử thách lớn nhất đối với đức tin của con người chính là thời gian chờ đợi. Chúng ta thường cầu nguyện, hy vọng và mong chờ những phép màu từ Chúa. Nhưng khi thời gian trôi qua mà vẫn chưa thấy câu trả lời, lòng tin của chúng ta có thể bị thử thách nghiêm trọng. Những câu hỏi bắt đầu nảy sinh, Chúa có đang nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không? Ngài có thực sự quan tâm đến những đau khổ của tôi không? Nhưng trong những khoảnh khắc như vậy, điều quan trọng nhất là nhớ rằng Chúa có kế hoạch riêng và thời gian của Ngài không giống như thời gian của chúng ta. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất nhiều ví dụ về những người phải chờ đợi trong sự kiên nhẫn và đức tin. Hãy nghĩ đến ông Abraham, người đã chờ đợi hàng chục năm để lời hứa của Chúa về một người con trở thành hiện thực. Trong suốt thời gian chờ đợi đó, ông không bao giờ mất niềm tin. Và cuối cùng, Chúa đã ban cho ông và Sarah một đứa con trai Isaac, biểu tượng của sự kiên nhẫn và đức tin không lay chuyển. Chúa không bao giờ quên lời hứa của Ngài, và Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành với Ngài. Khi chúng ta chờ đợi trong đức tin, chúng ta không chỉ xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Chúa mà còn rèn luyện tính kiên nhẫn và lòng tin tưởng của chính mình. Chúng ta học được cách tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và thời điểm nào là phù hợp nhất. Trong những thời điểm tưởng chừng như tất cả đều mất mát, Chúa đang chuẩn bị một sự phục hồi lớn lao hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Những thử thách không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. Một bước tiến gần hơn đến những phép màu mà Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy mọi thứ xung quanh đang sụp đổ, đó có thể là thời điểm mà Chúa đang chuẩn bị tái sinh mọi thứ, làm mới cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ câu chuyện của ông Job, một người đã mất hết tất cả, gia đình, của cải và sức khỏe. Nhưng trong sự đau khổ tột cùng, ông không bao giờ quay lưng với Chúa. Job đã tiếp tục giữ vững đức tin,
dù ông không thể hiểu được lý do cho những mất mát đó. Và cuối cùng, Chúa đã phục hồi cho ông tất cả, thậm chí còn hơn cả những gì ông đã từng có. Câu chuyện này là một minh chứng cho sức mạnh của đức tin và sự phục hồi mà Chúa ban tặng. Chúa không bao giờ bỏ rơi những người con của Ngài. Khi chúng ta đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất, đó không phải là dấu hiệu của sự từ bỏ, mà là cơ hội để chúng ta dựa vào Ngài nhiều hơn. Chúa luôn có kế hoạch để phục hồi và ban phước lành cho chúng ta, dù đó có thể là những điều mà chúng ta không thể thấy hoặc không mong đợi. Một trong những điều khó khăn nhất đối với con người là học cách buông bỏ. Chúng ta thường muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ sự nghiệp, gia đình, đến tài chính và mối quan hệ. Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không nắm chặt mọi thứ, cuộc sống của chúng ta sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng sự kiểm soát thực sự không nằm trong tay chúng ta, mà nằm trong tay Ngài. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc trong cuộc sống khi mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đó có thể là những lúc mà sức khỏe của bạn suy giảm, những mối quan hệ tan vỡ hoặc khi công việc không đi theo cách mà bạn mong đợi. Trong những thời điểm như vậy, cảm giác bất lực có thể khiến chúng ta lo lắng và sợ hãi. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, Chúa mời gọi chúng ta học cách buông bỏ và tin tưởng vào Ngài. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là đặt niềm tin vào Chúa và để Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tin tưởng rằng Chúa có kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, chúng ta học cách tin tưởng rằng Chúa sẽ dẫn lối và mở ra những cánh cửa mà chúng ta không thể tự mình mở. Mỗi ngày mới là một cơ hội để chúng ta sống với niềm hy vọng trong Chúa. Ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như không có gì thay đổi, niềm hy vọng trong Chúa vẫn không bao giờ lụi tàn. Đức tin của chúng ta không phải dựa trên những gì chúng ta thấy trước mắt, mà dựa trên lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta có thể nhìn thấy những ví dụ về niềm hy vọng này trong cuộc sống hàng ngày của những người xung quanh. Có những người đã trải qua những mất mát lớn lao, nhưng vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa. Họ không chỉ tồn tại mà còn vượt lên trên nghịch cảnh, trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác. Điều này cho thấy rằng, khi chúng ta đặt niềm hy vọng trong Chúa, không có gì là không thể. Ngoài việc đặt niềm tin vào Chúa và sống với hy vọng, đức tin còn đòi hỏi chúng ta phải biết tha thứ và sống với lòng nhân ái. Chúa dạy chúng ta rằng tình yêu và sự tha thứ là hai trong số những điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Khi chúng ta tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình, chúng ta không chỉ giải thoát bản thân khỏi sự oán giận, mà còn mở ra cơ hội để đón nhận sự bình an từ Chúa. Tha thứ không phải là điều dễ dàng. Đôi khi, những vết thương mà người khác gây ra cho chúng ta quá sâu sắc đến mức chúng ta cảm thấy không thể tha thứ. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước tiên. Ngài đã ban ơn tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của chúng ta, dù chúng ta có cảm thấy mình xứng đáng hay không. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta đang bước theo con đường mà Chúa đã chỉ dẫn. Lòng nhân ái cũng là một phần quan trọng của đức tin. Chúng ta được kêu gọi sống với tình yêu thương và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh. Trong những hành động nhỏ bé, chúng ta có thể làm sáng tỏ tình yêu của Chúa trong cuộc sống của mình. Một nụ cười, một lời động viên, hay thậm chí là một hành động tốt bụng đơn giản có thể mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người khác. Chúng ta được kêu gọi sống trong sự bình an, tình yêu và ánh sáng của Chúa. Mỗi ngày là một món quà, và chúng ta có cơ hội để làm điều tốt đẹp hơn, sống một cách trọn vẹn hơn. Chúa không chỉ muốn chúng ta sống một cuộc sống bình thường, mà Ngài muốn chúng ta sống với mục đích, với niềm vui và sự phong phú mà Ngài ban tặng. Hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành minh chứng cho tình yêu của Chúa. Bằng cách sống với niềm tin vững chắc, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương, chúng ta không chỉ nhận được phước lành từ Chúa mà còn truyền cảm hứng cho những người khác sống với đức tin mạnh mẽ hơn.
Cuộc hành trình của đức tin là một hành trình dài và đầy thách thức, nhưng cũng đầy những phước lành và phép màu. Mỗi bước đi trên con đường này đều là cơ hội để chúng ta học hỏi, trưởng thành và trở nên gần gũi hơn với Chúa. Chúng ta có thể không biết hết mọi thứ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn tin tưởng rằng Chúa đã vạch ra một con đường tốt đẹp cho mỗi người. Hãy sống mỗi ngày với niềm tin, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương. Hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta qua mọi thử thách. Điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và với đức tin không lay chuyển, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình tràn đầy phước lành mà Chúa đã hứa ban. Trong mọi thời điểm của cuộc sống, chúng ta đều đối mặt với những thử thách, những biến động không thể tránh khỏi. Những biến động này có thể xuất phát từ công việc, sức khỏe, các mối quan hệ, hay thậm chí từ những mong đợi mà chúng ta không đạt được. Dù cho nguyên nhân có thể là gì, thì đức tin của chúng ta vẫn là chiếc mỏ neo mạnh mẽ nhất giúp chúng ta vượt qua sóng gió. Đức tin không chỉ đơn giản là tin tưởng vào những điều ta có thể thấy ngay trước mắt, mà còn là tin tưởng vào những điều mà ta không thể nhìn thấy. Đây là niềm tin vào Chúa Đấng mà ta không thể trực tiếp thấy bằng mắt, nhưng cảm nhận bằng tâm hồn và trái tim. Đức tin vào Chúa cho phép chúng ta cảm thấy an lòng giữa những cơn bão tố cuộc đời, khi mà mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Trong những khoảnh khắc đó, đức tin trở thành một loại sức mạnh nội tại, giúp chúng ta trụ vững, không chỉ về mặt thể chất mà cả về tinh thần. Khi chúng ta nói về đức tin không lay chuyển, điều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nghi ngờ. Thực tế, những ai có đức tin mạnh mẽ cũng có lúc phải đối diện với sự nghi ngờ. Nghi ngờ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là một phần của quá trình củng cố niềm tin. Khi ta đối mặt với những nghi ngờ và vượt qua chúng, ta trở nên mạnh mẽ hơn trong niềm tin của mình. Chúa không chỉ đón nhận đức tin của chúng ta mà còn thấu hiểu cả những hoang mang, lo lắng mà chúng ta trải qua trong hành trình này. Trong một thế giới ngày càng phức tạp và đầy rẫy những thử thách, đức tin không phải là thứ dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi, đau khổ và không chắc chắn. Nhưng chính trong những khoảnh khắc thử thách này, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng, đức tin không chỉ là tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ đến, mà còn là tin tưởng rằng, dù điều xấu có xảy ra, Chúa vẫn luôn đồng hành và dẫn dắt ta. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của đức tin là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi một cách thụ động, mà là chờ đợi với niềm tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của Chúa. Đôi khi, thời gian chờ đợi là thời gian để chúng ta học hỏi, phát triển và trở nên sẵn sàng cho những phước lành lớn lao hơn trong tương lai. Trong Kinh Thánh, có rất nhiều câu chuyện về những người phải chờ đợi lâu dài trước khi nhận được phần thưởng xứng đáng. Chẳng hạn, ông Abraham đã phải chờ đợi nhiều năm để có con, và suốt quá trình đó, ông luôn tin tưởng rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ông không vội vàng, cũng không mất đi niềm tin. Điều này cho thấy rằng sự kiên nhẫn không phải là yếu đuối, mà là một sức mạnh, một biểu hiện của lòng tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của Chúa. Chúng ta thường gặp khó khăn trong việc chờ đợi vì chúng ta sống trong một thế giới mà mọi thứ đều được đẩy nhanh. Thế giới hiện đại khuyến khích sự ngay lập tức, thức ăn nhanh, giao hàng nhanh, thành công nhanh chóng. Nhưng Chúa không hoạt động theo tốc độ của xã hội. Ngài làm việc theo thời gian của Ngài, và thời gian đó luôn hoàn hảo. Trong quá trình chờ đợi, chúng ta học được cách để kiên nhẫn, để không bỏ cuộc khi những điều chúng ta mong muốn không đến ngay lập tức. Có những lúc, thời gian chờ đợi không chỉ đơn giản là để nhận được phước lành, mà còn là để ta học cách tin tưởng vào kế hoạch của Chúa một cách toàn diện hơn. Khi chúng ta không thể thấy được kết quả ngay lập tức, chúng ta sẽ bắt đầu dựa vào đức tin nhiều hơn. Và trong sự chờ đợi đó, Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một điều gì đó tốt đẹp hơn, lớn lao hơn những gì chúng ta từng mong đợi. Đôi khi,
Sự chờ đợi chính là phép thử để kiểm tra mức độ kiên nhẫn và niềm tin của chúng ta vào Ngài. Khi đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta dễ dàng cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ, như không còn lối thoát. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Chúa luôn có khả năng biến những điều tồi tệ nhất thành những cơ hội tốt nhất. Ngài không chỉ khôi phục những gì đã mất mà còn làm mới, nâng cấp chúng lên một tầm cao hơn. Điều này được thể hiện rõ trong câu chuyện của ông Job, người đã mất hết tất cả nhưng sau đó nhận lại gấp đôi những gì ông đã từng có. Sự phục hồi mà Chúa mang lại không chỉ là phục hồi về vật chất, mà còn là phục hồi về tinh thần, tình cảm và tâm linh. Khi chúng ta trải qua những thử thách lớn, điều quan trọng không phải là chúng ta mất đi bao nhiêu, mà là chúng ta học được bao nhiêu và phát triển ra sao sau những khó khăn đó. Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, Chúa đang làm việc để xây dựng lại những mảnh vỡ trong cuộc đời chúng ta. Ngài không chỉ giúp chúng ta vượt qua, mà còn giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn và gần gũi với Ngài hơn. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay lập tức, nhưng khi chúng ta giữ vững niềm tin, phép màu sẽ đến. Những phép màu đó có thể không giống như những gì chúng ta mong đợi, nhưng chúng luôn đúng lúc và mang lại sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Đôi khi phép màu lớn nhất mà Chúa ban cho không phải là sự thay đổi hoàn cảnh, mà là sự thay đổi trái tim của chúng ta. Ngài giúp chúng ta nhìn nhận mọi việc dưới một góc nhìn khác, biến những nỗi đau thành bài học, biến sự thất vọng thành hy vọng. Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi người đều khao khát kiểm soát mọi thứ, từ công việc, tài chính, gia đình đến tương lai của chính mình. Nhưng sự thật là có những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Học cách buông bỏ và trao quyền kiểm soát cho Chúa là một bước tiến quan trọng trong hành trình đức tin. Buông bỏ không có nghĩa là chúng ta từ bỏ mục tiêu hay không còn cố gắng nữa, mà ngược lại, chúng ta tiếp tục hành động nhưng với niềm tin rằng Chúa đang điều khiển mọi sự. Điều này giúp chúng ta sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn quá bận tâm về những điều mà mình không thể kiểm soát. Khi chúng ta giao phó mọi lo lắng, căng thẳng cho Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Buông bỏ cũng có nghĩa là chấp nhận rằng những gì ta muốn không phải lúc nào cũng là điều tốt nhất cho ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất, nhưng Chúa với tầm nhìn vô hạn biết rõ hơn. Khi chúng ta đặt mọi thứ trong tay Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến những con đường mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng. Đôi khi, những gì chúng ta nghĩ là mất mát lại chính là bước đầu tiên của một sự thay đổi lớn lao hơn, tốt đẹp hơn. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay thuận lợi, niềm hy vọng trong Chúa luôn là nguồn ánh sáng không bao giờ tắt. Hy vọng này không phải là sự mong chờ không chắc chắn, mà là sự tin tưởng chắc chắn rằng Chúa sẽ mang đến những điều tốt đẹp, dù cho chúng ta chưa thể thấy ngay lúc này. Niềm hy vọng này xuất phát từ sự hiểu biết rằng Chúa là đấng toàn năng và Ngài luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa, chúng ta không còn sợ hãi về tương lai. Chúng ta biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Chúa vẫn đang kiểm soát. Ngài sẽ biến mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn nhất, trở nên có ý nghĩa trong kế hoạch lớn lao của Ngài. Hãy nghĩ về những lần trong cuộc đời mà bạn đã trải qua những giai đoạn tối tăm nhất, nhưng cuối cùng bạn vẫn đứng vững và vượt qua. Đó không phải là ngẫu nhiên, mà là vì Chúa đã luôn ở đó, dẫn dắt bạn qua mọi gian nan. Khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi thời điểm khó khăn đã mang lại cho bạn một bài học quý giá, và mỗi thử thách đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tha thứ và lòng nhân ái là hai trong số những bài học quan trọng nhất mà Chúa dạy chúng ta. Trong một thế giới đầy đau khổ và mâu thuẫn, biết tha thứ và yêu thương là điều vô cùng quan trọng. Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng khi chúng ta học cách tha thứ, chúng ta giải thoát chính mình khỏi sự oán giận và tổn thương. Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước tiên. Ngài đã gửi Chúa Giê-xu đến thế gian để mang lại sự tha thứ cho mọi lỗi lầm của con người. Khi chúng ta nhìn nhận điều này, chúng ta sẽ nhận ra rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo,
và ai cũng cần sự tha thứ. Tha thứ không chỉ là một hành động đạo đức, mà còn là một sự giải thoát cho cả người được tha thứ và người tha thứ. Lòng nhân ái cũng là một biểu hiện của tình yêu mà Chúa muốn chúng ta lan tỏa. Khi chúng ta sống với lòng nhân ái, chúng ta trở thành ánh sáng trong cuộc đời người khác. Một hành động tốt nhỏ bé cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của ai đó. Chúa dạy chúng ta rằng, sống với lòng nhân ái và biết quan tâm đến người khác không chỉ mang lại phước lành cho họ, mà còn cho chính bản thân chúng ta. Hành trình đức tin không phải là một con đường dễ dàng, nhưng nó đầy những phước lành, phép màu và sự trưởng thành. Mỗi thử thách mà chúng ta gặp phải đều là một cơ hội để học hỏi, để trở nên mạnh mẽ hơn và gần gũi với Chúa hơn. Chúng ta được kêu gọi sống với niềm tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và lòng nhân ái. Cuộc sống đầy những biến động và thử thách, nhưng khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta biết rằng không có điều gì là không thể. Chúa luôn ở bên cạnh, dẫn dắt và phục hồi chúng ta từ những khó khăn lớn nhất. Điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ đợi phía trước, và chúng ta hãy tiếp tục bước đi với niềm tin không lay chuyển vào Chúa. Đức tin không lay chuyển là một trong những nền tảng quan trọng nhất của cuộc sống tinh thần. Khi chúng ta đối diện với những cơn bão lớn nhất của cuộc đời, chính đức tin này sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào những khoảnh khắc u ám nhất. Đức tin, đối với một người tín hữu, không phải là thứ tồn tại chỉ khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, mà nó được củng cố mạnh mẽ nhất khi những thử thách lớn lao nhất xuất hiện. Đức tin không chỉ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa, mà còn giúp chúng ta nhận ra rằng dù chúng ta không thể kiểm soát mọi điều trong cuộc sống, Chúa vẫn đang âm thầm làm việc trong mọi hoàn cảnh. Điều này có thể được ví như khi bạn đứng trước biển cả, nhìn thấy những con sóng lớn vỗ bờ và cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của đại dương, nhưng lại không thể thấy được tất cả những gì đang diễn ra dưới bề mặt. Đức tin giống như việc tin vào những điều bạn không thể thấy rõ ràng, nhưng bạn biết rằng điều đó vẫn đang tồn tại và tác động một cách mạnh mẽ vào cuộc sống của bạn. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với những khó khăn bất ngờ, những thách thức có thể làm lung lay niềm tin của bất kỳ ai. Đó có thể là mất mát người thân, bệnh tật hay những thất bại trong sự nghiệp. Khi những điều này xảy ra, chúng ta dễ dàng cảm thấy lạc lối và tự hỏi tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra. Nhưng chính trong những khoảnh khắc như vậy, Chúa kêu gọi chúng ta củng cố đức tin của mình, nhìn xa hơn vào những thử thách trước mắt và tin tưởng rằng mọi điều đều có lý do của nó. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện về việc Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước trong Kinh Thánh. Khi các môn đồ sợ hãi trước cơn bão, Chúa Giê-xu xuất hiện trên biển, đi đến họ một cách nhẹ nhàng và an lành. Đối với họ, việc đi trên nước là không thể, nhưng Chúa đã chứng minh rằng không có gì là không thể đối với Ngài. Điều này cũng giống như cách Ngài làm việc trong cuộc sống của chúng ta. Ngài có thể làm những điều mà chúng ta cho là không thể, và Ngài luôn hiện diện, dù chúng ta có cảm nhận được hay không. Khi chúng ta giữ vững đức tin, dù là trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng ta đang tự xây dựng một mối liên kết sâu sắc hơn với Chúa. Đức tin giúp chúng ta vượt qua mọi lo âu, vì chúng ta biết rằng Chúa đang cầm lấy tay chúng ta, dẫn dắt chúng ta qua mọi trở ngại. Ngài không bao giờ để chúng ta một mình trong cơn bão cuộc đời. Mỗi giây phút chúng ta chọn tin tưởng vào Chúa là mỗi giây phút chúng ta cảm nhận được sức mạnh từ Ngài. Chờ đợi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng chờ đợi trong đức tin là một nghệ thuật đặc biệt, đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng vào thời gian và kế hoạch của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, có những lúc Chúa trả lời ngay lập tức, nhưng cũng có những lúc Ngài yêu cầu chúng ta chờ đợi. Điều này không có nghĩa là Chúa không nghe thấy, mà là Ngài biết rằng thời điểm tốt nhất để ban ơn cho chúng ta chưa đến. Trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và mọi người luôn vội vàng, việc chờ đợi trở thành một thử thách lớn. Chúng ta dễ dàng cảm thấy nản lòng khi những ước muốn của mình không được đáp ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, chờ đợi không có nghĩa là Chúa từ chối chúng ta, mà là Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta điều gì đó lớn lao hơn,
Kinh Thánh có rất nhiều câu chuyện về sự chờ đợi và lòng kiên nhẫn, từ việc Abraham và Sarah chờ đợi sự ra đời của Isaac, đến việc người dân Israel chờ đợi lời hứa về vùng đất mới. Tất cả những câu chuyện này đều cho thấy rằng sự kiên nhẫn trong chờ đợi luôn mang lại phần thưởng xứng đáng. Chúa không bao giờ làm việc một cách vội vàng, nhưng Ngài luôn đúng lúc. Điều chúng ta cần làm là tiếp tục tin tưởng và giữ niềm tin vững chắc rằng điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi ở phía trước. Khi chờ đợi, Chúa không chỉ chuẩn bị cho chúng ta điều tốt hơn, mà còn giúp chúng ta phát triển những phẩm chất quan trọng trong quá trình này: sự kiên nhẫn, sự khiêm nhường và khả năng tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của Ngài. Chờ đợi là một cơ hội để chúng ta tự kiểm soát bản thân, học cách đối diện với thất bại mà không mất niềm tin và không ngừng cầu nguyện. Thời gian chờ đợi là thời gian để chuẩn bị. Có thể, trong khoảng thời gian này, Chúa đang dạy chúng ta những bài học quý giá mà chúng ta chưa nhận ra. Đó có thể là việc học cách yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhanh chóng hơn, hay đơn giản là học cách sống chậm lại để nhận ra những điều đẹp đẽ trong cuộc sống mà ta thường bỏ qua. Trong quá trình chờ đợi, tâm hồn chúng ta được tôi luyện, và khi phước lành đến, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận với một trái tim rộng mở hơn. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta trải qua những cú sốc, những mất mát dường như không thể vượt qua. Nhưng Chúa là đấng phục hồi. Ngài không chỉ chữa lành những vết thương mà chúng ta phải chịu đựng, mà Ngài còn mang lại sự sống mới, khôi phục và làm cho mọi thứ tốt hơn nhiều so với trước đây. Những thử thách trong cuộc đời giống như những ngọn lửa thử vàng, làm cho chúng ta trở nên thuần khiết hơn, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vượt qua. Chúa không để chúng ta trải qua đau khổ mà không có lý do. Ngài luôn sử dụng những thời điểm khó khăn để tôi luyện chúng ta, để chúng ta trở nên kiên cường hơn, có đức tin mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho những phước lành lớn lao hơn. Hãy nhớ đến ông Gióp trong Kinh Thánh. Gióp là một người đàn ông giàu có thịnh vượng và có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi ông mất tất cả trong một thời gian ngắn. Ông mất của cải, con cái, sức khỏe, nhưng điều đáng chú ý là dù mất tất cả, Gióp vẫn không mất đức tin vào Chúa. Ông kiên nhẫn chịu đựng, tin rằng Chúa có lý do của Ngài. Cuối cùng, Chúa đã phục hồi cho ông tất cả những gì ông đã mất, thậm chí còn nhiều hơn trước. Câu chuyện của Gióp là một minh chứng rõ ràng về sự phục hồi mà Chúa ban tặng khi chúng ta giữ vững đức tin và kiên nhẫn. Cũng như Gióp, chúng ta cũng sẽ gặp những thời điểm mà cuộc sống dường như bị đảo lộn. Nhưng hãy tin tưởng rằng, sau những cơn bão đó, sẽ có một bình minh rực rỡ hơn. Sự phục hồi của Chúa không chỉ là khôi phục lại những gì chúng ta đã mất, mà còn mang đến những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn. Ngài sẽ làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ, hoàn hảo hơn chúng ta từng nghĩ đến. Điều này không chỉ đúng về mặt vật chất mà còn về tinh thần, tình cảm và tâm linh. Một trong những bài học khó khăn nhất mà mỗi chúng ta phải học là buông bỏ. Chúng ta thường cảm thấy rằng mình cần phải kiểm soát mọi thứ từ công việc, tài chính đến các mối quan hệ và tương lai của mình. Nhưng thực tế là, có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Khi chúng ta học cách buông bỏ và trao quyền kiểm soát cho Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự tự do thực sự. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực hay không quan tâm đến kết quả. Thay vào đó, nó có nghĩa là chúng ta hành động, nhưng với một tâm trí và trái tim đặt hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta hiểu rằng dù mọi thứ có diễn ra thế nào, Chúa vẫn biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta và Ngài sẽ luôn dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường. Khi chúng ta buông bỏ sự kiểm soát, chúng ta cho phép Chúa làm việc trong cuộc sống của mình theo cách mà chúng ta không thể tưởng tượng. Ngài có thể mở ra những cánh cửa mới, tạo ra những con đường mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Đôi khi, việc chúng ta buông bỏ cũng là cách để Chúa can thiệp và biến đổi cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc hơn. Buông bỏ không dễ dàng, nhưng nó mang lại sự bình an vô bờ. Khi chúng ta biết rằng mọi thứ đều nằm trong tay Chúa, chúng ta không còn phải lo lắng, căng thẳng hay sợ hãi về tương lai.
Thay vào đó, chúng ta sống mỗi ngày với niềm tin rằng Ngài đang dẫn dắt chúng ta đến điều tốt nhất. Niềm hy vọng trong Chúa là một ánh sáng không bao giờ tắt, dù cuộc sống có u tối đến đâu. Đối với những người tin vào Chúa, hy vọng không chỉ là một mong muốn mơ hồ, mà là một niềm tin chắc chắn rằng Chúa luôn làm điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Khi chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa, chúng ta biết rằng không có gì là ngẫu nhiên. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của Ngài, và Ngài sẽ biến mọi hoàn cảnh thành điều tốt cho chúng ta. Niềm hy vọng này giúp chúng ta không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, không nản lòng khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Hãy nghĩ về việc gieo hạt giống. Khi bạn gieo một hạt giống xuống đất, bạn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới bề mặt. Nhưng bạn tin tưởng rằng nếu bạn chăm sóc và kiên nhẫn, hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển. Đức tin cũng giống như vậy, chúng ta không thể thấy ngay lập tức kết quả của những lời cầu nguyện và niềm tin của mình. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa đang làm việc, và một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được sự nở hoa của những điều tốt đẹp. Hy vọng trong Chúa là một sức mạnh lớn lao. Nó giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, giúp chúng ta đứng vững trước sóng gió và không bao giờ bị gục ngã. Dù cuộc sống có thể ném cho chúng ta những trở ngại và thử thách lớn lao, hy vọng trong Chúa là điều không thể phá vỡ. Tha thứ và lòng nhân ái là những giá trị cốt lõi trong cuộc sống của một người tín hữu. Chúng không chỉ là những hành động mà chúng ta thực hiện đối với người khác, mà còn là cách chúng ta sống mỗi ngày, với lòng yêu thương và sự tha thứ sâu sắc. Chúng ta biết rằng Chúa đã tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, và vì vậy chúng ta cũng được kêu gọi để tha thứ cho người khác. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta quên đi những tổn thương mà người khác đã gây ra, nhưng nó là cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của sự oán giận và hận thù. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không chỉ mang lại sự nhẹ nhõm cho tâm hồn mình, mà còn tạo ra một không gian để Chúa có thể làm việc trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của người khác. Tha thứ mở ra cánh cửa cho sự chữa lành và hòa bình. Lòng nhân ái cũng là một phần quan trọng trong đời sống đức tin. Chúa dạy chúng ta yêu thương người khác như chính mình. Và khi chúng ta sống với lòng nhân ái, chúng ta không chỉ làm theo lời dạy của Chúa, mà còn mang lại ánh sáng cho thế giới này. Những hành động nhỏ bé của lòng nhân ái có thể có tác động lớn hơn chúng ta nghĩ. Một lời nói tử tế, một cử chỉ nhẹ nhàng, hay một sự giúp đỡ đơn giản có thể làm thay đổi cuộc sống của một ai đó. Khi chúng ta sống với lòng nhân ái, chúng ta trở thành công cụ của Chúa trong việc lan tỏa tình yêu và phước lành của Ngài. Cuộc sống là một hành trình đầy thăng trầm, nhưng khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta biết rằng Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, dẫn dắt và bảo vệ. Mỗi thử thách đều là một cơ hội để củng cố đức tin. Mỗi thời gian chờ đợi là một cơ hội để học hỏi. Và mỗi hành động yêu thương là cách chúng ta sống với đức tin mạnh mẽ. Hãy luôn giữ vững niềm tin không lay chuyển vào Chúa, tin tưởng rằng Ngài có kế hoạch tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng ta. Cuộc sống là một hành trình không ngừng thay đổi, với những thử thách, thành công và đôi khi là cả sự mất mát. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta học được trong suốt hành trình này là niềm tin không lay chuyển vào Chúa sẽ là nền tảng vững chắc giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió. Chúng ta không thể kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc đời, nhưng với đức tin, sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng vào kế hoạch của Ngài, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Chờ đợi với niềm tin là một nghệ thuật, đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và sẵn sàng cho những điều tốt đẹp mà Chúa đang chuẩn bị. Dù thời gian chờ đợi có dài đến đâu, chúng ta biết rằng Chúa luôn có lý do và mục đích cho mọi điều xảy ra. Ngài không chỉ phục hồi những mất mát mà còn ban phước lành vượt quá những gì chúng ta mong đợi. Buông bỏ sự kiểm soát và để Chúa dẫn dắt cuộc đời là một bước đi quan trọng, giúp chúng ta tìm thấy sự tự do thực sự. Khi chúng ta trao phó cuộc sống mình vào tay Chúa, Ngài sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn, những cơ hội mới mà chúng ta không thể tự mình tìm thấy.
Điều này không chỉ mang lại sự bình an trong tâm hồn mà còn giúp chúng ta sống một cuộc sống đầy hy vọng và tự do khỏi lo âu. Niềm hy vọng trong Chúa là một ngọn lửa không bao giờ tắt, chiếu sáng con đường chúng ta đi, bất kể hoàn cảnh nào. Với niềm tin và sự tha thứ, chúng ta có thể sống trong bình an, lan tỏa tình yêu và lòng nhân ái đến mọi người xung quanh. Khi chúng ta bước đi trong cuộc sống, hãy luôn giữ vững đức tin, sống với lòng biết ơn và nhân ái. Điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, và Chúa sẽ luôn ở bên cạnh, dẫn dắt và bảo vệ chúng ta qua mọi thử thách của cuộc đời.